một trong cái câu hỏi mà chúng tôi um, vừa kết thúc cái đề tài cấp nhà nước thuộc chương trình uh, KC08 là chương trình uh, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Đây là một cái đề tài uh, cái chương trình rất là thiết thực để giúp giải quyết chuyển đổi những cái vấn đề môi trường cho các vùng ven biển, hải đảo và các uh, với đứng trước cái nguy cơ là biến đổi khí hậu cũng như là những thách thức môi trường. Thì uh, tại sao chúng tôi lại chọn cái xã đảo Việt Hải? Bởi vì xã đảo Việt Hải là một trong những cái xã nằm trên đảo cát bà nhưng nó rất là độc lập và tách biệt mô hình kinh tế là mô hình kinh tế nâu nâu ở đây là gì chủ yếu là hướng đến khai thác tự nhiên bà con chủ yếu là khai thác đi rừng khai thác săn bắn và đi khai thác vùng các cái hầu hà ven biển tức là chủ yếu là khai thác tự nhiên thế thì cái nghề là cái mô hình kinh tế là nó không bền vững dẫn đến là chúng tôi phải chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh là gì ạ mô hình mà chuyển hướng đến là mọi người ở đây là khai thác các cái nguồn vốn tự nhiên một cách bền vững bằng cách là chuyển đổi sang làm du lịch bởi vì cái cảnh quan ở xã đảo rất là đẹp thì chúng ta nhưng mà bà con thì chưa tận dụng được cái cái nguồn vốn này mà chúng ta chủ yếu là đi khai thác tự nhiên thôi thì thì, thì thế là đấy là một trong cái mà chúng tôi chọn đến tại sao chúng tôi lại chọn Việt Hải và Việt Hải có 3 năm về trước từ một xã đảo nghèo mà nếu nói nói cụ thể nó là là làng trài Uh, hướng đến khai thác tự nhiên thì bây giờ đã chuyển sang mô hình làm du lịch, đời sống kinh tế văn hóa ở đấy đều phát triển, đường, trường trạm đã được thay đổi. Và đặc biệt nhất là uh, khách uh, rất nhiều người người ta đã biết đến Việt Hải như là một trong những cái điểm mới nổi lên của du lịch cát Bà. Đấy là những cái mà thay đổi mà chúng tôi nhận thấy được rằng trong quá trình thực hiện đề tài trong suốt 3 năm vừa qua. Vâng, nói về mô hình kinh tế xanh thì trước nhất chúng ta cần phải nói về uh, cái yếu tố môi trường được gìn giữ ai thì cũng có thể nói được rằng là không được xả rác rồi ai cũng có thể nói được rằng là cần phải phân loại rác thải và rất rất nhiều những cái vấn đề liên quan khác tuy nhiên thì cái việc thực hiện thì nó không dễ dàng việc xử lý rác thải này rồi bảo vệ môi trường tại việt hải đã được triển khai thực hiện như thế nào trong thời gian qua để có một xã đảo sạch sẽ và trong lành như hiện nay ạ là một xã đảo biệt lập nhưng khi đã làm du lịch thì Hạ, Việt Hải bắt đầu mở cửa. Khi mà đã mở cửa thì lúc đấy lượng khách du lịch đến và gắn theo là các vấn đề môi trường Đầu tiên, thứ nhất là về ô nhiễm về vấn đề không khí có xảy ra hay không Thì chúng tôi đã định hướng là cần phải phát triển các mô hình tour tuyến du lịch Và thân thiện môi trường, ví dụ như là đạp xe đạp, xe điện Hay là chúng ta hướng đến những cái giải pháp là đặc biệt là chúng tôi nghĩ đến là chính là vấn đề rác thải rắn Rác thải rắn là một trong vấn đề Bởi từ trước đến nay thì với 270 nhân khẩu 88 hộ dân thì cái lượng rác phát sinh ra rất là ít Thế nhưng khi có đã có khách du lịch và các hoạt động kinh tế phát triển thì lượng rác, lượng rác thải rắn là một bài toán rất là rất là khó giải quyết không chỉ ở Việt Hải nói riêng mà trong các xã đảo cũng như là các vùng ven biển Việt Nam nói chung. Và đối với bài toán rác thải rắn thì là bài toán mà chúng tôi đưa lên ưu tiên hàng đầu để giải quyết ở trong mô hình kinh tế xanh này. À, giải, giải, pháp đầu nguồn thì là chúng tôi đã kết hợp với lại ủy ban huyện Cát Hải đưa ra một cái uh, mô hình mà theo cái kế hoạch 193 một, một của ủy ban nhân dân huyện là hành động để giảm thiểu rác thải rắn uh, nhựa và ni lông nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần triển khai vào mùng 8 tháng 8 năm 2019 thì các uh, mô hình này đã được triển khai và dần dần hoàn thiện để hướng đến là tất cả các khách du lịch uh, đi lên thăm đảo là đều phải để lại túi ni lông và nhựa một lần ngay tại bến chỗ biến bèo, nơi xuất phát con tàu mà xuất phát đi thăm việt hải, để chúng ta giảm cái lượng rác đầu vào, chúng tôi đã cùng tham gia với chính quyền xã để đưa cái chương trình hành động bảo vệ môi trường nhặt rác từ một từ trước đây là chỉ chương trình chỉ có một lần một tháng thôi, thì bây giờ là chương trình đã là bốn lần trên một tháng và các cấp chính quyền, chính quyền xã đến các đoàn thể mặt trận đều tham gia vào quá trình này thì dẫn đến là cái môi trường ở việt hải nó rất là sạch bên cạnh đấy là người dân thì đã được luôn được tập huấn được tiếp cận với những sản phẩm thân thiện môi trường ví dụ như là từ trước đến nay thì họ chỉ biết là túi ni lông nhưng bây giờ chúng tôi đã tiết thị những loại tí túi ni lông có thể phân hủy được trong môi trường và bên cạnh đấy là cũng hướng dần là không sử dụng túi ni lông nữa mà chuyển sang sử dụng những loại túi dễ phân hủy như là túi giấy rồi là những loại ống hút nhựa thì thay thế bằng những ống hút bột gạo tức là những ống hút mà phân hủy được trong môi trường hoặc làm thức ăn gia súc luôn chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các hội thảo để cho người dân người ta bảo mưa dầm thì thấm lâu thì người dân đã tiếp xúc và dần dần là biết đã chúng ta người dân đã biết phân loại rác ngay tại ở trong hộ gia đình chia ra đâu là loại rác hữu cơ đâu là rác vô cơ đâu là rác tái chế và đâu là rác thải nguy hại và những cái đối với rác vô cơ thì chúng tôi đã đưa ra cái giải pháp mà xử lý ngay tại các hộ gia đình bằng cách là đào những hố chôn và phun chế phẩm sinh học khi mà thì đã giảm được khoảng tầm 55% lượng rác đưa ra môi trường vỏ lon chai nhựa thì gom lại để mà định kỳ thu hàng tháng để chuyển vào đất liền. Thế còn đối với lại cái loại rác thải không thể nào mà tái chế cũng không thể thì thu gọn lại rồi chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác. Khuyến khích là không đốt rác bởi vì là thì theo cái tập quán từ trước đến nay thì thì bà con cứ gom hết rác vào trong bãi rác và đốt thì nó gây ra những chất ô nhiễm thứ cấp qua cái khói thải phân loại rác thải là một việc làm không hề dễ ngay cả là đối với những cái khu vực thành thị như chúng ta hiện nay. À. Tuy nhiên thì đối với một xã đảo nhỏ như vậy, thưa dân Việt Hải vẫn làm rất là tốt cái công tác thu gom này rồi là phân loại rồi xử lý rác thải. Từ mô hình của Việt Hải thì chúng ta đã nhìn thấy rất rõ được những cái kết quả tích cực mang lại trong cái việc bảo vệ môi trường. Và cùng với những yếu tố về môi trường xanh thì đề tài kinh tế xanh cũng đã thực hiện được những cái nội dung gì để hướng tới sự phát triển bền vững trên xã đảo ạ thưa ông? Căn cứ vào cái định hướng phát triển chính sách của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cũng như là huyện Cát Hải đã định hướng xã Việt Hải thành một làng nghề du lịch. Thế thì đấy, lấy cái cơ sở ấy làm trọng tâm và chúng tôi đã bám vào là hướng phát triển du lịch nhưng gắn với lại bảo vệ cái nguồn vốn tài nguyên thiên nhiên và sử dụng tài nguyên thiên nhiên như một sản phẩm du lịch ở những nơi khác thì như chị lâm phương đã thấy là đi du lịch ở đâu chị cũng thấy là người ta sẽ xây những cái hệ thống vui chơi nhân tạo nhưng ở đây thì chúng tôi hoàn toàn sẽ sử dụng cái hệ thống cảnh quan nguồn vốn thiên nhiên hệ sinh thái trên đảo và hệ sinh thái, sinh thái biển để nó phù hợp với lại kinh tế xanh là sử dụng những nguồn vốn tự nhiên làm cái nguồn vốn đốn đầu vào cho phát triển kinh tế đến năm 2020 là kết quả là chúng tôi đã cân bằng được cái, cái sinh kế ở đấy à, cái giảm khai thác xuống chỉ còn là khoảng 34% trong khi đó du lịch là chiếm đến 37% và các cái ngành nghề khác thì nó cân bằng hơn để tạo ra một cái cái cái, cái cân đối trong sinh kế. Tất nhiên là chúng tôi không tập trung 100% phát triển vào du lịch bởi vì có một cái bài học đó chính là nếu tập trung 100% vào du lịch thì cái vừa mùa vừa rồi là dịch bệnh hoàn toàn không có khách du lịch thì người dân trên hàng hải sẽ không đủ sinh kế để sống nhưng mà nếu mà pha, phát triển cân đối thì họ không làm du lịch thì họ vẫn có những cái ngành nghề truyền thống trước nhưng mà cơ bản thì chúng tôi đã hướng đến là thay đổi được cái mô hình du lịch ở đây và đặc biệt là nếu ở đây thì các quý vị đến thăm thì có những cái sản phẩm rất rất sinh thái ví dụ như là mô hình cá rỉa chân là những con cá đang hồi xưa thì họ chỉ làm thức ăn thôi thì bây giờ nó chúng tôi khai thác cái giá trị của nó là rỉa tức là nó làm nó vào nó như kiểu mát sát chân ấy thì như vậy là cái mô hình nó được nhân rộng lên và bảo vệ được cái đàn cá cũng như là tự nhiên nó tạo ra một cái sản phẩm rất đặc trưng và cạnh tranh so với các cái vùng khác ở uh, cát bà và ví dụ như hay là cái những cái mô hình homestay thì chúng tôi đã cũng đã tạo lên những mô hình nhà sàn hai tầng bởi vì ở đây nó có cái tiền sử ngập lụt Thế thì mô hình nhà nhà sàn hai tầng ấy thì giúp là nếu có hiện tượng ngập lụt thì người dân có thể ở trên tầng 2. Thế còn lại nếu bình thường, trong cái điều kiện bình thường thì tạo ra không gian tầng trên là cho khách du lịch nghỉ, tầng dưới là cho người dân sinh hoạt thì nó tạo ra những cái mô hình mà rất là hữu ích. Bên cạnh đấy thì làm những cái tour sản phẩm sinh thái ví dụ như là xe đạp là chúng tôi khuyến khích rất là phát triển bởi vì chúng ta biết là đạp xe đạp là tốt cho sức khỏe và không gây ra khói bụi thì cái lượng xe đạp mà nếu báo cáo với các quý vị là nếu mà tăng lên nó phải tăng lên khoảng tầm từ chúng tôi bắt đầu triển khai mô hình chỉ có 50 chiếc thôi, chỉ có một hai hộ làm thôi. Thì bây giờ đã đến khoảng 8 hộ làm và đến 600 chiếc. Và nó tạo ra cái sản phẩm rất là đặc trưng cho Việt Hải là là đến khách du lịch đến Việt Hải là hay thuê xe đạp để đạp để, để ngắm cảnh làng. Bên cạnh đấy thì là có thể nói là cái lượng khách du lịch đã tăng lên nó tạo ra một cái động lực để phát triển cái du lịch. Ví dụ như là năm 2017 thì chúng tôi thống kê đó, nó chỉ khoảng tầm 200 khách trên một ngày. Thì đến đến 2019 là trước khi dịch bệnh thì đã thợ, trung bình là 583 khách trên một ngày. Tức là nó tăng đến khoảng tầm hơn 100% rồi. Và tuy nhiên là đến tháng 6 2020 thì lượng khách chỉ còn 350 khách vào cuối tuần không ổn định vì nguyên nguyên nhân là bị dịch. Thì đấy là những cái mà chúng tôi nhận thấy được rằng là kinh tế xanh chúng tôi đã thổi vào được kinh kinh tế ở Việt Hải, tức là đưa cái hệ sinh thái cái sinh thái tự nhiên vào để khai thác làm cho cái mô hình du lịch ở Việt Hải nó rất là khác biệt so với các mô hình ở Việt ở Cát Bà cũng như là có thể nói là mô hình ở Hải Phòng và Quảng Ninh nói chung. Vâng.